Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Ngoài bốn điểm cực Đông Tây Nam Bắc của Việt Nam, còn có một vài địa điểm thú vị khác mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn. Đỉnh núi cao nhất Việt Nam là đỉnh Phan Xi Păng thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, cao 3.147m. Đây đồng thời cũng là đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Đỉnh Phan Xi Păng nằm cách thị trấn Sapa, Lào Cai khoảng 9km về phía Tây Nam, nằm giáp giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây Bắc của Việt Nam. Đỉnh Phan Xi Păng có tên là Hùa Si Pan và mang nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh. Chiều cao của đỉnh đo đạc năm 1909 là 3.143m. Tuy vậy, theo số liệu mới nhất của Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam đưa ra thời điểm cuối tháng 6 năm 2019, đỉnh Phan Xi Păng cao 3.147,3m. Đỉnh Phan Xi Păng là điểm cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn. Dãy Hoàng Liên Sơn dài 280km từ Phong Thổ đến Hòa Bình. Chiều ngang chân núi rộng nhất là 75km, hẹp nhất là 45km, gồm 3 khối là khối Bạch Mộc Lương Tử, khối Phan Xi Păng và khối Pú Luông. Cả mái nhà đồ sộ này là điểm du lịch lý thú cho du khách thập phương bởi phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và ẩn chứa bao điều kỳ lạ. Ngã ba biên giới Việt Lào Trung Quốc thuộc đỉnh Apa Chải, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Địa điểm này có phía tây bắc giáp với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, phía tây nam giáp với Lào. Cột mốc tam giác của ngã ba này cũng chính là điểm cực Tây của Việt Nam. Cột mốc số 0 Apa Chải cũng chính là điểm khởi đầu của đường biên giới Việt Trung. Apa Chải là điểm cực Tây của Tổ quốc, nơi đây cũng được gọi là ngã ba biên giới vì là cửa ngõ của ba nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Tại vị trí này, một con gà gáy thì cả ba nước đều nghe thấy. Apa Chải nằm ở độ cao 1.864m so với mực nước biển. Đây là nơi sinh sống của người dân tộc Hà Nhì và một số đồng bào dân tộc thiểu số khác. Theo tiếng Hà Nhì thì Apa Chải có nghĩa là vùng đất bằng phẳng, rộng lớn. Vào khoảng cuối tháng 10 âm lịch, sau khi thu hoạch xong vụ lúa, người dân đồng bào dân tộc Hà Nhì khá thư nhàn. Cả già làng, trưởng bản và cán bộ xã sẽ họp để thống nhất một ngày ăn Tết chung. Nếu đến đây vào dịp này, du khách sẽ được trải nghiệm cái Tết khó quên cùng người dân bản địa. Ngã ba biên giới Việt-Lào-Campuchia hay còn gọi là ngã ba Đông Dương nằm tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Cột mốc không số tại ngã ba Đông Dương nằm gần cửa khẩu Bờ Y thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, giáp ranh với tỉnh Ratanakari của Campuchia và tỉnh Attapu của Lào. Đây vừa là điểm khởi đầu của biên giới Việt Nam-Campuchia, vừa là điểm kết thúc của biên giới Việt Nam-Lào. Đặt trên đỉnh núi có độ cao 1.086m so với mực nước biển, là một trong hai cột mốc biên giới ghi danh ba quốc gia của nước ta, có hình trụ tam giác, mỗi mặt quay về hướng quốc gia đó, có tên nước và quốc huy trang trọng. Bất kỳ ai đến đây sẽ thấy rõ cảm giác chinh phục được nơi này sau một hành trình dài, và phóng tầm mắt ngắm nhìn vùng biên giới trù phú thực sự đáng nhớ. Ngã ba Đông Dương không chỉ nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ, mà nơi này ngày nay còn trở nên rất hấp dẫn khách du lịch. Nếu cột mốc số 0 Apa Chải là điểm khởi đầu của biên giới Việt Trung, thì cột mốc 1378 chính là cột mốc cuối cùng. Cột mốc này có vị trí đặc biệt khi nằm ở cửa sông Bắc Luân, trên hòn Dầu Gót, trong cụm đảo nhỏ thuộc mũi Sa Vĩ, thuộc phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Mốc hình trụ được xây khá cao để không bị chìm khi thủy triều lên. Trên đỉnh có mố trụ là một cột mốc đá hoa cương theo đúng hình mẫu của các cột mốc khác trên đất liền. Cũng có hai mặt, mỗi bên đánh số và viết bằng ngôn ngữ quốc gia. Quá trình xây dựng cột mốc này khá gian nan vì nền đất yếu. Cột mốc này được xây dựng vào ngày 18 tháng 11 năm 2019 và do Việt Nam quản lý. Còn mốc số 1377 là mốc lẻ thì do Trung Quốc quản lý. Với địa thế đặc biệt nằm trên biển và vô cùng nhạy cảm, việc tiếp cận cột mốc này thật không phải là chuyện dễ dàng. Về mặt nguyên tắc, người dân luôn có quyền đứng trên lãnh thổ của nước mình, nhưng tại khu vực biên giới có những nội quy riêng mà bất kỳ ai cũng phải tuân theo để đảm bảo an ninh trật tự. Do tính chất địa lý, cột mốc dưới nước và cột mốc trên bờ lại rất khác nhau, đặc biệt là cột mốc 1378.
Để đường đường chính chính ra thăm cột mốc, người dân yêu cầu phải được cấp phép từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh để được đồn biên phòng địa phương chịu trách nhiệm quản lý, sắp xếp thời gian, cử cán bộ chiến sĩ dẫn ra thăm mốc. Cột mốc 1378 là cột mốc tròn to và được cắm sâu chắc chắn vào lòng đất, được sơn ba vạch màu đen, vàng, đỏ trên nền trắng. Trên đỉnh của mố trụ là một cột mốc đá hoa cương, theo đúng hình mẫu của các cột mốc khác trên đất liền, cũng có hai mặt, mỗi bên đánh số và viết bằng ngôn ngữ quốc gia, sơn màu đỏ. Do cột mốc 1377 do Trung Quốc quản lý, nên dựa trên luật đi lại giữa hai quốc gia ở vùng biên giới, chúng ta chỉ có cơ hội lại gần để ngắm nhìn, chứ không thể lên cột mốc 1377 như cột mốc 1378. Cột mốc 79 là cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam, nằm ở xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được xây dựng vào ngày 24 tháng 10 năm 2004, ở độ cao gần 3.000 mét, trên vùng yên ngửa của đỉnh núi Phàn Liên San. Cột mốc số 79 là cột mốc đơn loại nhỏ, làm bằng đá hoa cương, đặt trên đỉnh núi, khẳng định chủ quyền tại đây là một điều tự hào đối với bất cứ người Việt Nam nào. Nóc nhà biên cương này nằm ở khu vực được xem là hiểm trở nhất trên đường biên giới Việt Trung, giữ nhiệm vụ phân chia biên giới ở tỉnh Lai Châu, Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Đỉnh núi Phàn Liên San với độ cao 3.000 mét, đây thuộc top 5 đỉnh cao nhất Việt Nam, nơi đây có vài bức tường thành đã bỏ hoang, chứng tích về một vùng biên viễn với lịch sử khốc liệt. Để tới được đây, các bạn cần phải có giấy phép của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và trình báo với đồn biên phòng Vàng Ma Chải. Cột mốc số 92, cột cờ Lũng Pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, thuộc xã A Mú Sung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Lũng Pô là tên một dòng suối ở huyện Bát Sát, chia đường phân thủy hai nước Việt Trung. Suối Lũng Pô chảy ra gặp sông Hồng ở cột mốc số 92, là điểm đầu tiên của con sông Hồng chảy vào đất Việt. Từ đây, con sông chảy qua các tỉnh miền Bắc Việt Nam trước khi đổ ra Biển Đông qua cửa Ba Lạt, tỉnh Nam Định. Lũng Pô không chỉ là điểm đánh dấu nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt để hình thành nên nền văn minh sông Hồng, mà còn giữ gìn những trang sử thầm lặng về miền biên viễn, nơi có những người lính biên phòng A Mú Sung đã chiến đấu và ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đường biên giới mốc giới của Tổ quốc. Để tưởng nhớ những chiến công thầm lặng, sự hy sinh của những người lính kiên trung, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tỉnh Lào Cai đã đề xuất ý tưởng về việc xây dựng một công trình thanh niên là cột cờ Lũng Pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, tại vị trí cột mốc biên giới 92. Từ thành phố Lào Cai ngược dòng sông Hồng, vượt qua thị trấn Bát Sát rồi mất khoảng 1 giờ đi ô tô, sẽ đến địa phận xã A Mú Sung. Từ trung tâm xã, đi gần 20 km men bờ sông Hồng, sẽ gặp cột mốc số 92. Đây là điểm ngã ba giữa sông Hồng và suối Lũng Pô, bên kia sông và suối là đất Trung Quốc. Đây cũng là điểm đầu tiên của đất Việt Nam tiếp nhận nguồn nước từ dòng sông Hồng. Cột mốc số 92 được làm bằng đá hoa cương, được xây dựng vào ngày 7 tháng 12 năm 2004 do đồn biên phòng Lũng Pô quản lý. Trên đường đi ngang qua Đồng Tháp, gần cửa khẩu Thường Phước, có cột mốc số 240. Đây chính là nơi dòng sông Mekong bắt đầu chảy vào Việt Nam. Từ nơi này nhìn ra, các bạn sẽ cảm nhận được sự vĩ đại của con sông đã đi qua nhiều quốc gia. Bắt đầu từ Tây Tạng Trung Quốc, sông Mekong chảy qua Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia để rồi dừng lại ở Việt Nam, rẽ ra thành chín nhánh tạo nên dòng Cửu Long huyền thoại, đã vun đắp biết bao phù sa, tạo nên sự trù phú cho cả một miền Tây Nam Bộ rộng lớn. Mốc 314 nằm tại địa phận xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam, và xã Rớt Xây Sroc Khang Lách, huyện Kompong Trách, tỉnh Kampot, Campuchia. Với diện tích gần 400 m², cột mốc 314 nổi bật nhờ được ốp đá hoa cương và được tôn cao gần 2 m. Đây là cột mốc cuối cùng trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam và Campuchia. Cột mốc 314 nổi bật giữa dải rừng đước bao bọc xung quanh, bên cạnh là lá cờ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sánh đôi cùng quốc kỳ Vương quốc Campuchia, tung bay phần phật trong gió biển. Thưa quý vị và các bạn, trải dài từ Bắc vào Nam, năm tháng trôi qua với biết bao sóng gió dân tộc, những điểm cực, những cột mốc vẫn đứng hiên ngang để bảo vệ ranh giới lãnh thổ quốc gia.
Ngày nay, nhiều thế hệ già trẻ đã lên đường, trải qua những hành trình đầy gian khổ để đến đây, chạm tay vào điểm thiêng liêng của đất nước. Mặc dù hành trình chinh phục đầy gian khó, nhưng nhiều người đã không ngần ngại khó khăn, quyết trèo đèo lội suối, để ít nhất một lần chạm tay vào lá cờ Tổ quốc đang tung bay phấp phới và cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương thiêng liêng dành cho đất nước Việt Nam tươi đẹp. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.